Lạc, con thấy thầy Thông Lạc nói đúng chánh pháp, đưa mọi người bỏ đại thừa về với tiểu thừa, sao thầy ấy lại bị rất nhiều người chỉ trích, thậm chí có những thầy đại thừa chỉ trích thầy ấy nữa. Thứ nhất á, đó là cái bản thân câu hỏi nó có vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là đạo Phật vốn dĩ không có đại thừa và tiểu thừa. Đạo Phật vốn dĩ không có đại thừa và tiểu thừa. Chỉ do một số người tu hành sau này đó, do họ có cái sự mà chia rẽ trong giáo pháp, thành ra họ có cái lòng họ chia rẽ tông phái, và họ muốn cái tông phái của họ đó đạt được sự thu hút của quần chúng, họ mới làm được những cái chuyện mà nó gây sốc. Ví dụ như là phân ra đại thừa và tiểu thừa, có nghĩa là họ tự xưng là cái cách tu của họ là đại thừa, còn những cái phương pháp mà ngoài ra không giống với cách tu của họ đó là tiểu thừa. Và đây là một cái cách xưng hô sai lầm, và Phật giáo thế giới từ lâu đã bỏ đi cách gọi đại thừa và tiểu thừa rồi. Thành ra bản thân câu hỏi là nó đã có vấn đề. Cái thứ hai á, là hỏi nghĩ sao về thầy Thông Lạc, về thầy Thông Lạc có nói đúng chánh pháp hay không. Thì quý vị vui lòng trích dẫn những cái mà quý vị coi, quý vị xem là đúng chánh pháp. Nếu như những cái lời của thầy Thông Lạc mà đúng chánh pháp á, thì sư sẽ hoan hỷ. Còn nếu như những lời đó mà không đúng chánh pháp, thì sư sẽ chỉ ra những cái chỗ không đúng chánh pháp. Chứ còn nếu như nói một cách chung chung thì nó rất là làm khó cho sư. Bởi vì một con người họ nói bao nhiêu cái, thành ra quý vị phải dẫn chứng cụ thể. Họ hiểu gì về chánh pháp, họ nói gì mà quý vị nghĩ là họ nói đúng chánh pháp. Thì nếu như họ, quý vị trích dẫn ra đó, nếu như mà cái sự trích dẫn của quý vị đó là đúng chánh pháp, thì sư sẽ hoan hỷ. À đúng, cái chỗ này là đúng chánh pháp. Còn những cái chỗ mà không đúng chánh pháp thì sư sẽ nói là cái chỗ này không đúng chánh pháp. Ví dụ như trong 37 phẩm trợ bồ đề, thầy Thông Lạc tự ý bỏ bát chánh đạo ra khỏi 37 phẩm trợ bồ đề, và như vậy là không đúng chánh pháp. Ngoài ra đó, còn nữa là cái đề mục tùy niệm Phật. Thầy Thông Lạc nói là tùy niệm Phật là nó ăn theo cách ăn của Phật, sống theo cách sống của Phật, làm theo cách làm của Phật. Sư không biết là sư có nói đúng như vậy hay không, nếu không đúng thì sư xin lỗi. Nhưng nếu đúng như vậy đó thì nó không đúng chánh pháp. Tại vì đề mục tùy niệm Phật đó là tùy niệm 10 cái ân đức Phật, Itipiso, Vagawa, Arahant, Samma, Sambuddho. Tương tự như vậy đối với đề mục tùy niệm pháp và đề mục tùy niệm tâm, tùy niệm tăng. Đấy. Ngoài ra đó, còn có cái sự tranh cãi về cái sự chứng thánh của vị thầy Thông Lạc này. Nó có hai vấn đề. Thứ nhất, nếu như một vị chứng thánh, dù là chứng sơ quả Tu Đà Hoàn chứ sư không dám chưa nói A La Hán, vị đó sẽ không bao giờ vi phạm giới luật của Đức Thế Tôn. Có nghĩa là 227 giới hoặc 250 giới Nam truyền lẫn Bắc truyền, vị đó sẽ không bao giờ vi phạm bất kỳ một học giới nào, dù là vì nguyên nhân tánh mạng. Cho nên sẽ không có việc vị đó tự ý mặc cái áo có tay, mặc bất kỳ một loại y phục nào mà ngoài ra cái kiểu đắp y của sư đây nè, thì nó đều không đúng chánh pháp. Điều đó đã được nói ở trong tạng kinh, trong tạng luật ha. Một vị mà chứng thánh á, vị đó bắt buộc phải mặc cái y như thế này, tại vì y này là y đã được Đức Phật quy định, đã được Đức Phật quy định và cho phép chư tỳ kheo mặc, và Đức Phật nghiêm cấm chư tỳ kheo tự ý mặc một loại y phục khác. Thành ra nếu như là một người mà tôn trọng giáo pháp của Đức Thế Tôn á, là tự nhiên là vị đó phải mặc lại y phục như thế này,
không có chuyện mặc áo có tay. Cho nên chỉ cần vị đó mặc áo có tay, mặc quần có ống là tự nhiên là không phải là vị thánh, không phải thánh. Còn nhiều vấn đề nữa, ví dụ như là có một số cái tin đồn, một số tin đồn là ngài Thanh Từ, hòa thượng Thanh Từ là ấn chứng cho vị thầy này là chứng A-la-hán. Nhưng mà vấn đề đó là chỉ có một vị A-la-hán mới được quyền ấn chứng một vị khác là một vị A-la-hán. Và thầy Thanh Từ đã xác nhận chính tai sư nghe, chính tai sư nghe khi mà sư còn ở Trúc Lâm, là thầy Thanh Từ nói là thầy chưa có chứng thánh. Cho nên không có chuyện thầy Thanh Từ xác chứng cho bất cứ ai. Và thầy Thanh Từ cũng xác nhận một chuyện là thầy Thanh Từ trục xuất thầy Thông Lạc ra khỏi tông môn. Và sau khi trục xuất thì thầy Thông Lạc tu như thế nào đó là chuyện của thầy Thông Lạc và không dính dáng tới thầy Thanh Từ. Đó cũng là điều chính tại sư nghe khi sư còn ở Thường Chiếu, không, như là Trúc Lâm Đà Lạt. Ngoài ra thì còn nói là một anh cư sĩ xác nhận là vị thầy Thông Lạc đã chứng thánh. Thì cũng như sư nói, chỉ có vị thánh A-la-hán mới được quyền, mới có đủ thẩm quyền để xác nhận một người chứng A-la-hán. Như vậy đó, cái người cư sĩ này họ có phải A-la-hán hay không mà họ dám cả gan họ xác nhận một vị tu sĩ là A-la-hán. Nếu như cái người cư sĩ này là A-la-hán, xin thưa trong vòng tối đa là 7 ngày, tối đa 7 ngày vì đó phải xuất gia, nếu không xuất gia vì đó phải mạng chung. Một vị thánh A-la-hán không thể mang hình thức cư sĩ quá 7 ngày. Đấy. Mà theo như cái sự mô tả về cái người cư sĩ này thì cho tới bây giờ cư sĩ này vẫn còn sống khỏe. Sau khi mà xác chứng cho một cái vị tỳ kheo là A-la-hán, vị này sau hàng nhiều tháng trời, nhiều năm trời vẫn sống khỏe. Cho nên chắc chắn vị cư sĩ này không phải là A-la-hán. Và không phải A-la-hán thì không có tư cách để xác nhận một người khác là A-la-hán. Chính vì sư dựa vào những cái biểu hiện như thế, cho nên sư không tin thầy Thông Lạc là A-la-hán. Còn chuyện là thầy Thông Lạc nói có đúng chánh pháp hay không thì quý vị vui lòng trích dẫn, như sư nói như vui lòng trích dẫn. Nếu như là cái điều, những cái điều mà thầy nói đó đúng chánh pháp thì sư sẽ hoan hỷ. Còn nếu như nó không đúng chánh pháp thì sư sẽ nói rõ, chỉ rõ là chỗ này không đúng chánh pháp. Cụ thể là trong Bát Chánh Đạo, trong 37 phẩm trợ Bồ Đề mà bỏ Bát Chánh Đạo ra thì chắc chắn không phải là chánh pháp. Ha.